Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường liên xã thuộc xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Anh chị trước mặt thấy một cái ô tô người ta đang chở đá cục, cái đá cục xanh vào trong này vào trong này. Đó là để người ta lu nhựa anh chị ha. Đó, trong đó nó có máy lu, máy ba người ta đang làm trong đó. Hôm nay con đường này là nhà nước người ta đang tiến hành làm nhựa để ra ngoài. Ngoài đó là DT gì chị? DT 756C. À, đường ngoài đó đường liên tỉnh 756C. Con đường liên tỉnh 756C này nó bắt đầu từ ngoài quốc lộ 14 và nó kết thúc ở quốc lộ 13, chợ Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đó, cái xe tải này là cái xe chở cái vật liệu đá để phục vụ làm con đường nhựa này anh chị ha. Đó. Từ cái vị trí tôi đang đứng ra ngoài đường nhựa DT 756C là nó rơi vào khoảng hơn một cây số, gần 2 cây ấy. khoảng đó anh chị ha. Còn cái cột điện đó là cột điện 3 pha nhá. Xích ra ngoài chút là có một công ty chăn nuôi. Ở đây thì có một cái mảng đất trống này, tới đây thì có một cái doanh nghiệp người ta cũng chuẩn bị đặt một cái nhà máy ở đây anh chị ha. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm trên hai mặt đường, đất đỏ, ha. Tôi hiện tại thì nó là đất đỏ nên tôi gọi đất đỏ anh chị nhé. Chứ mấy hôm nữa là làm nhựa đó. Đó là con đường này, và con đường này, đất vuông như một bàn cờ nhé. Diện tích là 16 hectare. Thì cái con mặt đường mà nó đang làm nhựa này á, thì nó là được 439 mét anh chị ha. Còn này được 339, trên sổ nó ghi rất là rõ nhá, một sổ nhá. Đó, tôi quay lại cho anh chị xem ha. Đó, cái miếng đất này ấy, thì anh chị nào mà làm công ty nhà xưởng thì rất là phù hợp anh chị nhá. Do là bụi quá, anh chị nhìn thấy bụi không? Nên là tôi sẽ xin phép tôi đi đường hông trước. Tôi nhắc lại nhá, cái đường hông này á là được 339. Còn cái đường mà đang làm nhựa, hôm nay đang làm nhựa nên là xe tải nó chạy tới chạy lui, nó rất là bụi nên là tôi xin phép tôi chạy đường này trước. Chị để em lái xe. Ừ. Tôi phải trực tiếp tôi lái xe chứ cái bà này bà chạy thôi, bà chạy nhanh quá nên không thấy gì được. Đó. Rồi, cho phép chị ngồi đằng sau. Không. Rồi, trước khi đi tham quan cái bên hông này tôi nhắc lại một lần nữa nhé. Đất của anh chị đang xem đây là 16 hectare, có 2 mặt đường. Mặt đường đang làm nhựa đây là đường liên xã, thông ra quốc lộ 14. Từ cái vị trí tôi đang đứng đây ra quốc lộ 14 là khoảng 6 cây. Và quay lại đây, đường liên tỉnh DT 756C khoảng 2 cây. Tôi nói 2 cây cho nó dư giá anh chị ha. Có phần này thì có 439 mét mặt đường, còn bên này là 339 anh chị nhá. Ấp gì tôi không biết nhưng mà đó là xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Bây giờ mình đi bên hông trước ha, 339 mét mặt đường. Từ đây về thành phố Hồ Chí Minh hết khoảng 75 cây số, 75 đến 80 cây anh chị nhá. Về Bình Dương thì rất là gần, khoảng 50 cây số, chưa tới 50 đâu. Về Đồng Nai thì khoảng 70, cũng khoảng 70 vì nó phải qua tỉnh Bình Dương mới tới Đồng Nai được anh chị nhá. Rồi, anh chị đang lưu thông cùng tôi ở đây là đường bên hông nhá. 339 mét mặt đường, diện tích 16 hecta. Do là xe tải hôm nay nó chở vật liệu đá để phục vụ làm con đường nên là tôi xin phép tôi đi sau, chút nữa tôi sẽ quay lại. Đó. Ở đây rất là nhiều doanh nghiệp sản xuất, người ta mua đất ở đây để người ta đặt nhà máy ở đây. Vì đất đây rất là bằng phẳng và diện tích lớn nhá. Mỗi hộ cá nhân có thể là sở hữu đến 5 đến 20 hecta, từ 5 đến 20 hecta luôn. Mà đất rất là vuông vức, bằng phẳng anh chị nhá. Từ đây ra quốc lộ 14 khoảng 6 cây số thôi. Theo cái trục đường liên xã đang làm bữa tôi chỉ anh chị ạ. Đây, tôi dừng ở đây một chút nhá. 339 m là gần 400 m thì nó khá là dài. Đây tôi quay lại đây. Vừa ấy tôi đứng là bên đấy mấy cái nóc nhà đấy nhá. Đây là cái cổng vào trung tâm của cái khu vườn cao su này. Khu vườn cao su 16 hecta này. Trong đó là công nhân người ta ở trong đó anh chị ha. Người ta thu hoạch mủ, anh chị nhá. Còn ngoài kia là đường liên xã. Xung quanh cái vườn này thì được bao bọc bởi lưới kẽm gai, lưới kẽm gai và cột xi măng này anh chị ha. Rồi, bây giờ thì tại vì tôi thấy cái cổng nên tôi dừng xe lại tôi quay cho anh chị. Quay cho anh chị ha. Còn bây giờ thì mời anh chị cùng tôi đi tiếp cái con đường bên hông. 339m này, gần 400m anh chị nhá. Rồi bây giờ mời anh chị lưu thông cùng tôi đi tiếp. Cái sổ này rất là đẹp anh chị ha, cực kỳ đẹp luôn, như một cái bàn cờ luôn. Cái đất này thì rất là phù hợp cho anh chị nào làm công ty sản xuất nhá, vì nó vuông vức bằng phẳng, vuông vức bằng phẳng. Thì khi anh chị mà thiết kế phân xưởng á, thiết kế phân xưởng xây dựng, thiết kế này nó dễ. Với lại cái mặt bằng này làm rất là dễ này, anh chị cắt cao su móc gốc lên là cho xe bang vào, mình bang làm cái mặt bằng này, không tốn thời gian, không phải đổ đất đắp đất gì cả anh chị nhá. Và nền đất rất là cứng nha. Đến đây là kết thúc này, chưa kết thúc anh chị nhá. Cái con đường này, xin lỗi, chưa kết thúc. Đó, con đường này nó bọc như này, còn bọc giang sau kia nữa chị ha. Đó, tôi quay lại này. Đó, rồi đi tiếp. Wow, nhà nước làm nhựa đến đây hay sao ấy. Trong này là một khu phân nền anh chị ạ. Trong này là một khu phân lô bán nền anh chị nhé. Wow, trong này là một khu phân lô bán nền rồi anh chị. Rồi, kế là bên đấy vườn sầu riêng của nhà cái bác nào này. Bác vào đây bác ấy mua đất, bác trồng sầu riêng này. Kế vườn sầu riêng này là khu phân lô bán nền. Khu phân lô bán nền. Và đây là cái miếng 16 hectare. Đấy, đối diện cái khu phân lô bán nền này nhá. Tôi nhắc lại con đường tôi đang đi bên hông ấy là 339m nhá. 339m ha. Cái sổ hiển thị rất là rõ ràng nên là tôi đọc được cái diện tích mặt đường luôn. Đó. Đó, tôi quay một lần nữa cho anh chị xem. Đụng sang cái vườn bên kia luôn. Đụng sang vườn bên kia luôn. Sau đất thì nó đối diện cái hàng khu phân lô bán nền này. Khu phân lô bán nền này nó làm một cái vỉa hè. Rồi làm một cái đường nhựa nóng luôn nhá, chứ không phải đường bê tông nhá. Đấy, và bên cạnh nó là một cái khu trồng trái cây anh chị ha. Một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Ở đất của anh chị đang xem đây là 16 hectare, hai mặt đường. Mặt đường anh chị đang xem đây là 339m mặt đường. Đó. Xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cách đường liên tỉnh DT 756C. 756C thì khoảng gần 2 cây số, tôi cho 2 cây đi. Rồi cách quốc lộ 14 khoảng 6 cây. Đó là cái đường là cái đất là mình khoảng cách hai con đường lớn đó là khoảng đó. Còn ra quốc lộ 13 thì theo tôi đoán là khoảng 6-7 cây gì đó, khoảng đó anh chị ha. Ra chợ Tân Khai, huyện Hớn Quản về Chơn Thành. Còn bây giờ thì tôi cùng anh chị mời anh chị ra ngoài đường lên xã, mình bắt đầu đi tham quan con đường đó. Đường đó thì nó hơi bụi vì ngoài đó người ta đang đổ đá đổ đất bằng đường để lu nhựa anh chị ha. Cái con đường đó có cái diện tích mặt đường là 439m nhá. Đấy, còn anh chị đang đi bên hông là 339. Bây giờ mình ra đó ha chị ha. Rồi mời anh chị cùng tôi đi. Và cái giá rất tốt anh chị ha. Giá của miếng này cực kỳ tốt luôn. Rất tốt luôn anh chị nhá. Và chúng tôi đã gặp chủ, làm việc với chủ rồi, đàm phán được cái giá rất là tốt anh chị ha. Đó. Anh chị nào, đơn vị nào sản xuất ấy, công ty sản xuất muốn tiếp cận cái quỹ đất vuông vức hai mặt đường như vậy thì cái miếng này nó là một sự lựa chọn anh chị ha. Điện 3 pha thì sát bên rồi. Đó. Con đường đó hôm nay, con đường lên xã đó hôm nay làm như là xe tải chở đá, rất là bụi anh chị ạ. Đó, tôi chạy xe chậm chậm tôi quay vào vườn này. Nó rất là bằng cực kỳ bằng luôn anh chị nhé. Đó. Chúng tôi còn rất là nhiều sản phẩm nhỏ hơn sản phẩm này một chút, 5 hectare, 10 hectare, 8 hectare nữa. Nó cũng rất là nhiều mặt đường như này này, để cho đa dạng sản phẩm của CVT Land ở khu vực Chơn Thành, đặc biệt là ở xã Quang Minh, rồi xã Minh Lập, rồi xã Nha Bích anh chị ha. Chúng tôi bên huyện Chơn Thành thì chúng tôi chỉ làm 3 xã thôi. Xã Nha Bích, xã Quang Minh, xã Minh Lập và xã Tân Quang. Xin lỗi anh chị là thêm một cái xã Tân Quang nữa anh chị ha. Chúng tôi tập trung 4 xã này, 4 xã này để cho anh chị có nhu cầu đầu tư về phía bên này thì chúng tôi đa dạng cái sản phẩm từ nhỏ đến lớn, để cho anh chị, nhiều anh chị có khoản tiền nhỏ thì mình đầu tư nhỏ, khoản tiền lớn mình đầu tư lớn ha. Rồi bây giờ quay lại miếng đất 16 hectare này nhá. Đây là con đường liên xã lúc đầu video tôi có giới thiệu cho anh chị rồi. Con đường này bây giờ tôi bắt đầu đi nhá, nhưng trước khi đi tôi giới thiệu lại lần nữa. Đây, ra ngoài DT 756C là khoảng gần 2 cây số nhá. Đấy. Rồi quay lại đây quốc lộ 14 thì khoảng 6 cây nữa. Hôm nay con đường này làm nhựa nên là rất là bụi. Tôi xin phép đeo khẩu trang vào, tôi quay cho anh chị. Cái mặt đường này được 439 m nhá. Lên xã nhá. Đó, bây giờ tôi đi nhá. Bắt đầu từ đây này. Đó, hai mặt đường nhá. Ở ngoài mặt đường lên xã này thì ông chủ này ông có rào cái cột nhôm hay sắt gì này. Đó, với lưới kém gai. Không cho gia súc gia cầm vào đất của ông. Cao su này thì đang chờ ngày cắt gỗ đây. Đó. Nhưng mà nó vẫn đang cạo. Đó. 200 một hectare này. 200 hơn 200 một hectare. Cái chị cộng tác viên của tôi chị nói là anh chị nào mà mua cái miếng đất này mà bán gỗ thì cũng được 200 hơn 200 một hectare cái cây gỗ anh chị ha, tiền gỗ. Đây, đấy xe tải hôm nay xe vàng đang làm. Đấy, nó đổ anh chị thấy không ạ? Tới đây nó là đường nhựa nhá, chứ không phải là đường đất đỏ anh chị ha. À, đường nhựa, hai mặt đường, điện ba pha sát bên, cách đường lớn thì khoảng 2 cây số. Rồi, đây anh chị ha. Đấy, trước khi tôi quay lại cái đất của mình thì tôi hướng dẫn, tôi chia sẻ thêm đó. Cái ngay đầu xe tải đó là đây. Chị đứng đây nhé. Rồi. Ngay cái đầu xe tải đó là người ta mới đổ đá, vật liệu đá để lưu đường, lưu con đường nhựa này anh chị ha. Đó. Bây giờ tôi chạy lại nhá. Còn đất của mình thì tới đây rồi. Đất của 16 hectare tới ngay cái cột này rồi anh chị ha. Bây giờ tôi chạy ra cái đoạn đó. Bụi lắm anh chị ạ. Làm nhựa xong thì nó đỡ. Đó anh chị thấy không ạ? Con đường này hôm nay người ta đang đổ đá này. Tôi chỉnh cho nét chút. Đó, đổ đá, xe lu, xe bang nó đang làm đó anh chị ha. Tới đây nó làm đường hai bên này luôn. Rất là đẹp anh chị nhá. Công nhân người ta làm. Rồi, bây giờ tôi xin phép tôi quay lại nhá. Cứ đi thẳng đường này ra là 6 cây số là tới quốc lộ 14 anh chị ha. Như tôi vừa chia sẻ ở đây thì mỗi hộ cá nhân, gia đình người ta sở hữu đất rất là rộng nha. Có nhà thì 5 hectare, 7 hectare, 15 hectare, 20 hectare đủ. Còn cái diện tích chị đang xem đây là 16 hectare anh chị ha. Rồi, đến đây là của 16 hectare này. Với tôi quay ra đó là quay đường thôi anh chị nhá. Đó, đây, ngón tay tôi chỉ này, từ cột màu đỏ đỏ này hất về bên kia, về cái chỗ phân lô bán nền vừa nãy á, là hết đất. Thì cái mặt bên này được 439, mặt bên kia được 339, tổng diện tích là 16 hectare chị ha. Anh chị ha. Bây giờ tôi sẽ quay từ đây ra ngoài chỗ trụ ba pha, với ngoài đấy có một số đơn vị công ty nữa. Đấy. Đó. Rồi, mời anh chị đi ha. Đây nhá. Trước khi đi tôi nhắc lại nhá, đất của mình thuộc đất của mình có hai mặt đường. Mặt đường anh chị đang đi đây, đang xem đây là 439 m, mặt đường bên hông là 339, hai mặt đường, diện tích 16 hecta, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước anh chị ha. À, bây giờ thì tôi sẽ chạy thẳng một đường ra ngoài đó chị ha. Hướng này là ra đường nhựa liên tỉnh DT 756C chị nhá. Con DT 756C là nó nối liền với DT 756. Cái DT 756 nó bắt đầu từ Ủy ban Nhân dân xã Minh Lập, quốc lộ 14. Nó vào sâu khoảng chừng 7 cây số, nó chẽ ra thành hai cái ngã ba, chẽ ra thành ngã ba. Thì DT 756C thì chẽ tay trái, còn DT 756 thì chẽ tay phải anh chị ạ. À, từ đây ra ngã ba đó thì mình từ đất mình ra ngã ba đó khoảng hết 3 cây số đây, rất là gần, đến 2-3 cây gì đó, khoảng đó. Đó, đây này, đây là tôi quay lại đất một lần nữa thì tôi ra ngoài kia. Đấy nhá. Đó, đất của mình này. Đất là 16 hectare này, một mặt đường này, hai mặt đường này. Đó, chị ha. Rồi, bây giờ mình ra ngoài đầu đường, ngoài kia. Tôi không ra ngoài đường nhựa đâu, tôi chỉ chạy ra đây một chút thôi. Đó, chứ bây giờ đường thì bụi, ô tô thì chạy vậy, cầm điện thoại quay rất là nguy hiểm anh chị ha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho tôi. mình lên mình tham quan đất. Còn theo đánh giá của tôi thì cái miếng đất này rất đẹp đấy chị ha. Đất thì đẹp, chỉ cần gặp đúng người thôi. Gặp đúng người, nhà đầu tư thực sự có đủ tiềm lực tài chính tiếp cận cái quỹ đất này thì mình làm việc nhanh chóng thôi, nó không có khó khăn gì đâu. Đây là cái trụ 3 pha này, 320 kVA anh chị ha. Tôi sẽ cố gắng tôi chạy ra một chút nữa. Dân người ta cũng sinh sống hai bên này. Cứ đi thẳng đường này ra là ra đường nhựa DT 756C. Anh chị ha. Anh chị thấy không? Đất rất là bằng phẳng, đẹp. Cái địa hình ở đây ấy, rất là bằng, rất là bằng. Đó, cái xe này chở đá này anh chị. Anh chị thấy không? Đó. Rồi bên cạnh bên trái bên phải màn hình của anh chị cũng như bên tay phải của tôi là một cái công ty chăn nuôi anh chị ha. Công ty chăn nuôi có quy mô rất là lớn anh chị nhé. Đó. Chỉ có những công ty nước ngoài thì người ta mới có làm một cái quy mô lớn và khử được cái mùi hôi của con heo này thôi. Trại này chạy heo anh chị ạ, chăn nuôi heo rồi. Tôi đứng ở đây mà tôi không nghe một cái mùi gì của con heo hết. Thì cái hệ thống xử lý nước thải cũng như hệ thống xử lý mùi của cái đơn vị này cực kỳ tốt anh chị ha, cực kỳ tốt nhé. Đó. Đó, người ta cũng đặt một cái nhà máy ở đây. Đó. Đó, anh chị thấy không? Rất là đẹp nha anh chị nhá. Đó. Rất đẹp ha. Rồi, trên chỗ này là mát mẻ rồi. Rồi, tôi chắc xin phép tôi đứng ở đây. Rồi, quay lại đây. Đó, đây là một công ty chăn nuôi này. Anh chị thấy không? Đó, còn đường này đường vào đất của mình này. Đó, 16 hectare này. Từ bây giờ tôi chưa nói giá đúng không? Bây giờ mới nói này. Đó. Ngày hôm qua đàm phán mãi mới được cái giá này. Bây giờ nói luôn cho anh chị nghe luôn. Đấy. Đó. Từ đây ra đường nhựa nhá. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Đất vừa anh chị xem là 16 hectare, hai mặt đường. Một mặt đường đất đỏ là 339 là bên hông. Còn mặt đường liên xã anh chị đang xem đây là 439 nhá. Diện tích 16 hectare. Giá bán là 2 tỷ 8 trên 1 hectare anh chị ha. 2 tỷ 8 có thương lượng nhá. 2 tỷ 8 trên 1 hectare có thương lượng. Anh chị nhá, mặt đường rất nhiều. Thì cái đất này á, nó rất là phù hợp cho những công ty sản xuất thôi anh chị nhá. Công ty sản xuất, công ty nào mà muốn đặt nhà máy sản xuất ở đây thì nó có cái địa hình rất là bằng phẳng, rồi vuông vức hai mặt đường. Đấy, trước sau đều có đường xá tốt. Đường sau thì nó có một cái khu phân lô bán nền. Rồi rồi sao nữa? Rồi trong đấy tôi còn thấy là có cả một cái trang trại trái cây luôn này chị ạ. Đấy, còn bên ngoài thì người ta đang làm nhựa rồi, đang làm nhựa rồi anh chị ha. Đang làm nhựa rồi. Thì như vậy anh chị có thấy đó. Thì xe tải, xe máy múc, máy bang, xe lu người ta cũng đang thi công nhá. Thì mọi thông tin về cái miếng đất 16 hectare tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước này, anh chị quan tâm thì liên hệ cho công ty chúng tôi qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Đó là số hotline của chúng tôi. Đó là số hotline của chúng tôi nhá. Còn website của chúng tôi là cvtland.com. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt mua sản phẩm hoặc tìm kiếm sản phẩm thì anh chị có thể truy cập vào website là cvtland.com anh chị nhá, để tìm kiếm lựa chọn những sản phẩm tốt cho mình. Thì huyện Chơn Thành thì chúng tôi sẽ làm 4 xã. Xã đầu tiên là Minh Lập, Nha Bích, Tân Quang, với một xã gì nữa mà chị cộng tác viên chị nói mà tôi quên, tại vì chị này chịu trách nhiệm ở cái phần bên này, cái mảng bên này, đôi khi tôi quên mất. Xã Tân Quang đúng không chị? Xã Tân Quang anh chị ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới của công ty đầu tư phát triển CVT Land anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị.